Xin chào các bạn. Mới 6 tháng trước thôi, mình còn đang rất là lo lắng, đau khổ, không biết làm thế nào để chữa cái bệnh viêm da cơ địa cho con mình. Và mình đã tâm sự về việc mình dùng thuốc và con mình không khỏi mà lại còn lan rộng ra. Sau rất nhiều vất vả, khó khăn và những cái áp lực từ xung quanh, cộng với những cái áp lực từ trong chính cuộc sống gia đình mình, thì ngày hôm nay bé nhà mình đã được như thế này đấy ạ. Bài này sẽ hơi dài một chút, mình chia làm 4 phần như sau. Phần đầu tiên, tại sao con đường nó khó khăn như vậy mà mình lại kiên quyết theo con đường này đến tận bây giờ. Phần thứ hai là quá trình thay đổi da của em bé trong vòng 6 tháng. Phần thứ ba là những sai lầm mình đã mắc phải trong quá trình chăm em bé. Phần thứ tư là chế độ dinh dưỡng và luyện tập và hoạt động của em bé nhà mình để hỗ trợ bé liền da nhanh nhất. Như các bạn đã biết trong nhiều video trước của mình theo phương pháp MMT của bác sĩ Sato Kenji tại bệnh viện Hananchio Byoin. Phương pháp này bằng tiếng Anh nó gọi là No Moisturizing Treatment, tức là không dưỡng ẩm, không dùng corticoid, và trong tiếng Nhật nó gọi là Datsu Hoshitsu, Datsu Steroid. Ở trong một thế giới mà hầu như tất cả mọi người đều bôi kem dưỡng da, bôi kem dưỡng ẩm, và em bé mới sinh ra đã được các y tá, các bác sĩ dạy là nếu không bôi thì em bé sẽ bị eczema, em bé sẽ bị khô da, sẽ bị xấu đi. Trong một bối cảnh như vậy thì cái con đường mình đi nó ngược hoàn toàn với xu hướng hiện nay, nhưng mà càng đi thì mình càng thấy nó là đúng đắn. Và đây là lý do tại sao mình kiên quyết theo con đường này. Đó là trong quá trình mình dừng thuốc ấy thì bé bị nổi rất là nhiều. Và mình càng tìm hiểu mình càng biết được đấy không phải là bệnh eczema mà đó là một hội chứng nghiện corticoid. Tại vì eczema nó chỉ hiện một số vị trí trên cơ thể thôi. Và cái đặc thù của eczema nó cũng khác cái việc mà bị nghiện corticoid. Em bé nhà mình là sưng đỏ toàn thân chứ không đơn thuần chỉ là ngứa, mà em bé bị sưng ấy. Sưng giống như là bị bỏng ở bên trong. Đó là một hiện tượng giãn mạch máu. Bôi corticoid nó làm co mạch máu. Đến khi chúng ta ngừng thì là mạch máu đã giãn nở trở lại, và giãn nở gấp nhiều lần so với trước kia. Bệnh eczema thì nó không thể lan nhanh như thế được. Nó sẽ lan từ từ theo năm tháng đến khi nó đạt đỉnh, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Còn cái này đó là nó lan một loạt, lan trong đêm luôn. Tức là chỉ cần mình ngừng thuốc được khoảng 1 đến 2 ngày là nó lan toàn thân, nó đỏ kín cả người luôn ý. Và được khoảng một thời gian thì bé nhà mình cũng, nói chung nó xấu đi rất là nhiều. Trong khoảng tháng đầu tiên thì nó còn ổn một chút, nhưng về sau nó xấu đi rất là nhiều. Và có những lúc nói thật là mình đã rất là mềm lòng, mình bị chỉ trích quá nhiều, và mình muốn là hay là mình bôi lại corticoid cho con thì biết đâu con sẽ khỏi. Nhưng mà trước khi bôi mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, và mình tham gia các nhóm trên thế giới, kể bằng tiếng Anh cả bằng tiếng Nhật, thì những trường hợp mà đang giữa chừng bỏ thuốc ý, mà quay lại ý, thì liệu nó như thế nào, thì hầu như là không có kết quả tốt đẹp. Thật sự là không có kết quả tốt đẹp luôn. Nó chỉ tăng cái thời gian chịu đựng của con mình kéo dài thêm mà thôi. Nên là đã đi rồi thì chỉ có tiến chứ không còn đường lùi nữa. Mình không muốn chỉ trích bất kỳ một bà mẹ nào đang bôi corticoid cho con. Nếu mà vẫn bôi thuốc cho con ý, mà không phát sinh thêm vấn đề gì khác ý, thì chắc chắn là người ta vẫn bôi. Mình cũng như vậy. Mình được bác sĩ hướng dẫn là bôi mà, thì mình cũng sẽ bôi cho con nếu như con mình không phát sinh thêm vấn đề. Nhưng quả thực là càng ngày mình càng bôi thì em bé nhà mình càng phát sinh thêm vấn đề. Đó là cái lý do tại sao mình lại càng nghi ngờ cái loại thuốc này. Điều đáng nói là không chỉ riêng mình gặp vấn đề này, mà khi rất nhiều các bà mẹ khác cũng có chung một tiếng nói như thế này. Nào là từ kem loại mạnh, kem loại nhẹ, các kem thảo dược được quảng cáo là bôi một cái lặn luôn, kem này tốt lắm, kem kia tốt lắm. Đó chỉ là một sự trá hình mà thôi. Một đó là người ta tăng nồng độ thuốc lên. Rõ ràng là bôi corticoid nó bị nhờn mà, thì bôi cái liều nhẹ nó không còn có tác dụng nữa, thì người ta sẽ quảng cáo một loại tốt hơn bằng cách là tăng cái nồng độ thuốc lên. Loại thứ hai đó là tăng cấp mạnh của thuốc lên. Các bạn biết là corticoid thì nó chỉ có 5 cấp ở Nhật thôi, 5 cấp thôi. Thế nhưng mà cấp nhẹ nhất với cấp thứ 5 nó chênh nhau 600 lần. 600 lần chứ không phải là 6 lần đâu các bạn ạ. Và cái loại thuốc mà mạnh nhất đã được phát minh cách đây mấy chục năm rồi, và suốt mấy chục năm đó người ta không còn phát minh thêm một loại nào mạnh hơn nữa. Tại vì người ta biết là cái thuốc này nếu mà mạnh hơn nữa thì sẽ có người mất mạng, nên là người ta sẽ không dám làm một loại nào mạnh hơn nữa. Đủ để biết là nó nguy hiểm như thế nào. Chứ không đơn giản là có 5 bậc thì cái bậc thứ nhất, cao nhất ý, nó sẽ hơn bậc thứ 5, 5 lần đâu. Nó không phải như vậy đâu, nó không đơn giản như vậy. Một số loại thuốc thì quảng cáo là không chứa corticoid, thảo dược tự nhiên. Nhưng các bạn biết rồi, cái cơ chế của bệnh viêm da đó là nó sưng lên do cơ thể đang huy động miễn dịch, huy động mạch máu đến làm giãn nở, làm đỏ cái vùng da đó để chữa trị cái vùng da đó. Tức là đang có công trường xảy ra ở đấy. Và khi chúng ta bôi một loại thuốc khác, nếu không phải là corticoid thì là thuốc ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch tức là gì?
nó làm cho tất cả các hoạt động công trường đang xảy ra ở cái vùng da đó bị dừng lại, miễn dịch không được đến nữa, mạch máu co lại, không cần cung cấp máu đến cái vùng này để sửa chữa cái vùng này nữa. Tóm lại là tạm thời nhìn nó trắng, thế nhưng bên trong vi khuẩn vẫn xâm nhập vào và mọi chuyện nó vẫn đang diễn ra bình thường. Tóm lại là cái tế bào bị viêm, tế bào bị hỏng nó vẫn còn ở nguyên si đấy. Dừng thuốc một cái là nó lại trở lại như cũ. Mà ức chế miễn dịch thì không có gì tốt lành cả các bạn ạ. Ức chế miễn dịch là cái loại thuốc mà ngày xưa người ta dùng để cho người cấy ghép nội tạng ấy. Vì đó là không phải cái một cơ thể chúng ta có từ đầu, nó là một vật lạ, nên là miễn dịch sẽ xông đến để đào thải nó. Thì lúc đó người ta dùng thuốc ức chế miễn dịch để làm giảm cái hoạt động của tế bào miễn dịch đi, để nó không đào thải cái nội tạng vừa được cấy vào người. Đó là cái mục đích rất là tốt của thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng không hiểu sao bây giờ bệnh ngoài da cũng dùng cái thuốc này. Tóm lại là nó chỉ làm dừng tạm thời cái hoạt động viêm của da thôi, chứ nó không hề chữa được cái bệnh này. Thuốc nào chẳng có tác dụng phụ, bây giờ đã không chữa được bệnh rồi, chỉ làm đẹp về bên ngoài thôi mà lại còn có tác dụng phụ nữa, thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn phương pháp đấy rồi. Viêm chỉ là một hoạt động đào thải của cơ thể mà thôi. Không biết là bên trong cơ thể con mình có bị một cái loại dấu hiệu gì bất thường thì nó không bài tiết được qua một cơ quan khác, và nó phải bài tiết qua da. Da chính là cơ quan bài tiết tất cả những độc tố mà nó không thải được qua đường dưới, thì nó sẽ bài tiết qua da. Đến khi nào vấn đề bên trong nó được giải tỏa thì bên ngoài nó mới khỏi. Nên là một cái bệnh mà không rõ nguyên nhân, chỉ biết là nguyên nhân từ bên trong mà lại điều trị bằng một cái thuốc bôi ở bên ngoài thì mình thấy nó không được hợp lý lắm. Và tất nhiên là mình cũng xem rất nhiều các bé khác, ví dụ như là những bé nào mà hoàn toàn ngay từ đầu không bôi một tí thuốc corticoid nào, và những bé nào mà hoàn toàn ngay từ đầu đã dùng ngay corticoid, và những bé mà đã dùng và ngưng rồi và phản ứng sau ngưng. Mình xem rất là nhiều thì mình có một cái kết luận chung cho bản thân ý. Đó là những bé nào mà chưa dùng corticoid bao giờ và mà bị bệnh viêm da cơ địa nguyên bản ý, thì đúng là nó cũng rất là đáng sợ các bạn ạ. Nó sẽ lan từ khoảng tháng thứ 2, tháng thứ 3, và nó đỉnh điểm từ khoảng tháng thứ 5, tháng thứ 6. Nó sẽ lên cả đầu, lên cả má, cả người. Bé nào may mắn thì không bị ở má, nhưng mà sẽ bị ở đầu hoặc là ở phần ức, người, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà những bé đấy nếu mà ngay từ đầu không có dưỡng ẩm gì hết, chỉ có tập trung cung cấp vào dinh dưỡng và vận động, thì bé đó lại liền rất là nhanh, mà liền là liền một mạch luôn ý, chứ nó không có tái phát. Còn những bé mà bôi thuốc từ nhỏ và vẫn tiếp tục bôi để kiểm soát cái bệnh này ý, thì thực sự là nó hên xui quá nhiều, nó quá là hên xui luôn. Thì sẽ có hai nhóm. Một nhóm cái bé đó là có thể là bị thể nhẹ, hoặc là do bác sĩ chỉ định là bôi ít, cho nên là bé đó có thể cầm cự được một lứa tuổi khá là lớn. Và đến khi da khỏe hẳn ý, thì là bé đó cai dần theo 5 tháng. Nhưng mà về sau trong tương lai có bị tái phát không thì mình cũng không biết. Nhưng mình cũng biết nhiều trường hợp lớn rồi nó vẫn lại tái phát tiếp. Những bé đó là gọi là may mắn đấy. Còn những bé nào mà không may mắn hơn ý, thì đó là bị nhờn thuốc quá sớm. Đó là do bác sĩ kê thuốc quá mạnh. Bác sĩ áp dụng phương pháp đó là proactive liêu hồ, tức là khi cái vết đỏ đã lặn đi rồi lại tiếp tục bôi tiếp đến khi nào mà nó không còn lên một tí nào nữa thôi. Và mình đã làm theo phương pháp này đấy. Càng những người nào bôi càng nghiêm túc, càng nghe lời bác sĩ là bôi đều, bôi nhiều, bôi đủ, bôi đều, thì những người đó là chịu đựng càng đau khổ. Ngay cả chính chồng mình cũng là một người bị viêm da cơ địa, do gen nhà chồng mình có người bị viêm da cơ địa. Bà cô của chồng mình năm nay đã hơn 64 tuổi thì phải, thì bà bị viêm da cơ địa ở cái phần tay này. Nhưng mà thời của bà ấy, mẹ của bà cô bây giờ đã hơn 90 tuổi rồi, thì bà cô là 64 tuổi đúng không? Thời của cụ ấy là không có thuốc corticoid, bà 90 tuổi rồi mà, và nó không phổ biến, người ta vẫn rất là sợ cái thuốc này. Cho nên là người ta chỉ ấn tượng là hồi đó thì tay tao cũng ngứa, cũng gãi, cũng chết chết ra thế này này, tao cứ gãi suốt này, rồi thì tự nhiên chả nhớ là hình lên cấp 1 nó tự khỏi hay sao ý. Đấy, bà ấy kể lại chỉ là trong ký ức chỉ là như vậy thôi, chứ không hề bị cả đời như bây giờ đâu. Đến lượt chồng mình cũng bị. Chồng mình thì ngoài bị viêm da còn bị cả hen suyễn nữa cơ. Hen suyễn cũng dừng đến corticoid, đừng hít và đừng thở hoặc là đừng uống nữa cơ. Thì đến khi chồng mình mãi không khỏi, đến tận lên hết cấp 1 thì phải, thì anh ấy bảo là anh ấy không muốn uống thuốc, anh không thích uống thuốc, anh ấy cãi mẹ, tức là biết chống đối rồi ý, thì là từ chối việc uống thuốc. Thì lúc đó là không thuốc thì phải gãi không. Thế là chồng mình cũng thoát khỏi cái thuốc này. Cho nên càng tìm hiểu về nó thì mình càng thấy là thuốc này một khi đã dính vào và dính trong thời gian dài thì không dễ gì mà cai cả. Thứ hai nữa là cái vị trí bôi của con mình khá là nguy hiểm. Đó là con mình bôi ở mặt,
những bạn nào mà bị ở người ở chân tay ấy, thì họ chắc là họ không sợ đâu, tại vì bôi nó vẫn lặn, nó ít bị nhờn thuốc hơn ở mặt và cái tỷ lệ hấp thu thuốc trên cơ thể người nó rất là ít, nó nhỏ hơn rất nhiều so với mặt, ví dụ ở phần này chỉ là 1% chẳng hạn, thì ở má có vùng là 20%, có vùng là 13%, có vùng là 7%, tức là phần mặt hấp thu rất là nhiều. Tiếp theo là phần vùng bẹn, nên là bé nào bị bôi ở bẹn thì là khổ rồi, bôi ở bẹn hoặc bôi ở nách này này là ấy lắm, là bị lâu lắm. Đặc thù của con mình là nó bôi ở mặt, cho nên là mình rất là sợ, là mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình tiếp tục bôi cái thuốc này, vì dừng thuốc được khoảng 1 tháng nó đóng một cái vảy rất là cứng, tức là nó rất là sâu, thuốc này đã ăn mòn một cái lớp da khá là sâu của con mình chỉ trong vòng 6 tuần. Một lý do nữa đó là mình kiên quyết theo con đường này, đó là mình nhìn thấy kết quả của nó. Những cái người mà theo phương pháp corticoid thì có 2 kết quả, nói chung là cũng khá là hên xui. Một người sẽ nói là lớn nó tự hết, nhưng một số nhóm người thì là các bạn thấy trong cái hội nhóm viêm da cơ địa cho con ấy thì rất là luẩn quẩn. Luẩn quẩn là thẻ nhẹ thì không nói, nhưng có những bé luẩn quẩn nặng rồi, phải nhập viện rồi thì lúc đấy khổ lắm. Hay là trong những nhóm tiếng Anh ấy, tức là những cái nhóm ủng hộ các bà mẹ có con mà đang cai corticoid ấy, bé nào lâu thì cũng khoảng 2 năm, 3 năm. Còn bé nào nhanh thường khoảng 6 7 tháng trở ra là đã có tiến triển rồi. Tức là mình nhìn thấy rất nhiều các mẹ khác có cái tình trạng da tương tự giống con mình và khỏi, cộng thêm là xem các tài liệu của bác sĩ Sato Kenji, bác sĩ Fujisawa và cái trên cái YouTube chính thức của cái trợ lý mà chuyên dịch sang từ tiếng Nhật sang tiếng Anh của bác sĩ ấy là cô Tokuko Kameda. Mình xem được rất nhiều bé, thậm chí có những bé còn kinh khủng hơn bé nhà mình mà người ta đã khỏi, tức là có một kết quả thực tế là các bé đã khỏi, so với kết quả là khỏi hay không thì không biết, dùng thuốc tới lớn thì mình tất nhiên mình sẽ chọn một con đường mà người ta chắc chắn hơn là con mình sẽ khỏi. Mình không ở đây là để tư vấn y tế cho các bạn đâu nhá, mình ở đây cũng giống như các bà mẹ trước kia đã từng chia sẻ, đã từng ủng hộ mình để mình tin tưởng hơn trên con đường mình đang đi. Cái mình có thể làm được đó là mình sẵn sàng giới thiệu các bạn đến tất cả các bệnh viện mà người ta áp dụng phương pháp này để các bạn được bác sĩ quan tâm chăm sóc, các bạn sẽ yên tâm hơn. Và nếu có gì không hiểu thì mình cũng được bác sĩ giải thích rất là nhiều lần, mình sẽ giúp các bạn làm rõ hơn những vấn đề bằng tiếng Nhật mà các bạn chưa hiểu mà thôi. Chứ đừng có hiểu lầm mình hoặc là tấn công mình như một số mẹ khác. Nói chung là người ta tấn công vào tâm lý của người mẹ trong quá trình chăm con mà không dùng corticoid rất là nhiều. Sau đó, mình nói đoạn này bị nhịu tại vì mình rất là xúc động khi mà nói chung là bị người khác nói rất là nhiều đấy, cả trên mạng công kích lẫn ngoài đời thật nữa. Nhưng đến bây giờ thì có lẽ là mọi người sẽ không còn công kích mình nữa rồi. Một lý do nữa mình kiên quyết theo được cái này đó là mình tự tin là mình có bác sĩ theo dõi mình. Mình đưa con mình đi thăm khám rất là đầy đủ. Trên Hokkaido này thì có một số bác sĩ đó là không ép mẹ bôi corticoid. Nếu mẹ không mong muốn thì vẫn gọi là đồng ý là theo dõi, xét nghiệm cho bé đầy đủ, chứ không chỉ nhìn bên ngoài ra để chẩn đoán và bắt mẹ bôi ngay. Thế nhưng mà thực sự là người ta cũng không ủng hộ mình lắm. Cho nên là trong lúc căng thẳng nhất thì mình đã bay đến Tokyo, mình ở đó 2 tuần ở nhà bạn và khám cho con được 2 lần ở đó. Quay lại đây thì mình khám thêm 1 lần nữa thôi. À 2 lần. 2 lần nữa là để xin giấy bác sĩ vì quá stress thôi, chứ không phải là khám do là bị vấn đề gì lớn lắm. Còn trong trường hợp mà con mình bị quá nặng như các bé khác thì mình cũng sẵn sàng là mình đến tận Osaka mình cho con nhập viện thôi. Tức là mình có một cái thông tin rất là cụ thể về những bệnh viện nào mà người ta đồng ý chữa cho con mình không dùng corticoid và cái bệnh viện đó có thành tích thật. Chứ mình không phải là mình ngồi ở nhà mình chờ, mình nhìn con cứng rắn giống như các mẹ khác vẫn hay chỉ trích mình đâu.